Ấn này ở điện Thái Hoàng Thiên. Lê Ngọc Hà hỏi chú Nghiệt ơi, giờ bên Việt Nam cần chuẩn bị gì? Cần chuẩn bị tinh thần. Thứ nhất là sắp chết đói, sắp khổ thêm. Thứ hai là cần có sự dũng cảm và cần có sự bền chí để mà vượt qua cái khó khăn này, thì lúc đó mới tới Thái Lan. Không có cái gì mà đánh đổi một cái sung sướng mà không có sự trả giá đắt. Cho nên các con quân dân bên nước Việt á, là người phải trả giá rất là đắt trong kỳ này trước khi Phật xuất hiện nha. Thì cả năm nay mình đã báo động rồi á. Chỉ là Thiên Tấn Kiệt này chỉ xin giảm sự chết chóc, xin bớt bớt người chết, bớt nhiều người khổ. Thế còn cái đời sống bình thường thì sẽ không bao giờ trở lại, rất là khó. Tuy là trên những cái mạng truyền thông VTVN hay là FDVNC gì đó, họ muốn nói kiểu nào họ nói. Nói là mà bánh vẽ là mà ăn đâu có nó. Vô TV, nhìn TV thôi, TV đâu có cạp được. Thế là Phật hôm nay có ông này ông hỏi hay nè, nghe Dân Thảo hỏi anh dự đoán thời gian bao lâu nữa Việt Nam là cường quốc, 1 năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm. Tiên cơ tiên tri những gì nói, trên cái thế gian này không có gì gọi là khủng khiếp khi mà một cái thể chế cộng sản bỏ lại nó còn thua một cái đống rác nữa, bùi nhùi. Có nghĩa là mình không còn rừng vàng bạc biển, mình cũng chẳng còn có tài nguyên gì hết, chỉ còn một đống nợ, mỗi đứa nít sanh ra một cái nợ. Cái đó là chuyện nhỏ, không có tiền, không có tài nguyên, không có vũ khí, không có sức mạnh. Chuyện nhỏ như con thỏ, chuyện lớn là chỗ này nè. Chuyện lớn là đã bị nhồi sọ ba đời. Cho nên con người không còn nhân, không còn biết nhân lễ nghĩa trí tính nhiều. Những đứa nhỏ nó không có hiểu, trình độ quá thấp. Khi một đứa bây giờ nó chỉ thích vui chơi karaoke rồi coi đá banh, ăn mặc hở hang chạy ngoài đường, nó chỉ thích nhà thì rỗng tót mà có nhiêu tiền đó, ra chiếc xe ra để mà hù dọa, để mà nổ. Tao đây là con của ông này và kia, tức nghĩa là ăn hiếp nhau bằng những cái hành động thế lực. Cái đó mới là quan trọng. Cái quan trọng còn tiếp tục nữa đó là cái gì nói á, trồng cây phải 100 năm. Huống chi cái nền văn hóa đó rất là hay của trước 75 bị tiêu diệt sắp mất hết rồi. Một người nào mà hôm nay á, mà take over có nghĩa là thừa hưởng mà khi đảng cộng sản bỏ lại á, thì nó cũng như là đi hút một cái đống rác rất là khổng lồ. Nhưng chỉ có những người phi phàm. Nước Việt bị nước Tàu chấn ém gần mấy nghìn năm, không có cơ hội để ngóc đầu, không có sanh ra được nhân tài nữa. Thì cho nên Thượng Đế và Hội đồng Chư Phật mới cho những người tài từ trên trời xuống. Tại vì Trung Cộng nó không có lên trời nó ém được, nó không có chấn ém trên trời được. Cho nên những người ở trên á, người ta có cái đầu óc gọi là xuất thế gian, nó khác hơn là đầu óc của học vấn mắt kiến cận thế gian. Thì trong vòng 3 năm nước Việt sẽ xoay đầu lại. Nhưng mà cách nào thì mình không có nói bây giờ nghe. Quý vị nên nhớ 6 quyển sống cơ của Ngài Trạng Trình, tức là vị này. Vị này cũng là Ngài Trạng Trình mà ngoài Bắc người ta rất là trân trọng kính nể đó, là cũng là Đức Bình Phú Sổ, là một người nha. Nếu quý vị nào ngoài Bắc thương ông Trạng Trình thì hôm nay phải thương cái vị này, phải biết cái vị này là ai. Cùng một người nhưng mà vì cái thế gian mang thân phàm á, 100 năm quá ngắn ngủi, Ngài phải tái sanh 5 lần vào miền Nam nước Việt. Là sư giải bắn phai,
ông Đức Phật Trùm, rồi Đức Bổn Sư, rồi cái xác cuối cùng là anh này. Cái linh hồn chuyển thế, ngài phải tái sanh 5 lần, nhưng mà cái kiếp mà ở ngoài Bắc á, ngài làm chặn trình. Thì ngài cũng có nói sau này tất cả chư Phật cũng đã tính cho nước Việt. Một người mà lo cho nước Việt mà không có tiền sao mà lo. Quý vị nên nhớ là trong nước Việt của mình á, nó có những cái mà gọi là, quý vị biết trái đất á, bữa giờ nó đảo lộn tùm lum không, khí hậu chỗ nào cần nắng á, thì nó không nắng, nó mưa. Ở bên Âu Châu á, lúc mùa tuyết á, nó không có tuyết mà lại thành mùa hè nóng, nó đi ngược lại hết. Thì bắt đầu vừa gần đây nó mới đầu chỉnh lại đàng hoàng. Thì trong lòng trái đất cũng vậy, những cái vàng bạc mà nó chảy trong lòng trái đất á, thì bữa giờ nó chảy về nước Việt nhiều lắm rồi, cho nên đào xuống á. Nhưng mà bây giờ để công ty Mê Linh của Trung Cộng mà miền Nam mà nó khoan nó đào á, toàn là đất sét không à. Chỉ có một người có chân mệnh, có cái bàn tay, có người có bàn tay chữ điền và chữ thạch đó, bàn tay này thì là cái chìa khóa. Tin hay không là chờ xem. Khi người nhân thập đi về, tả hữu phò trì, cây cỏ cũng thành binh. Quốc nội quốc ngoại, trên thế gian này ai có cái dấu chỉ tay này, người đó là thiên tử. Còn nếu không có là tèo, còn là nói láo, rồi sẽ bị mất xác mất hồn không hay. Dấu đó đó. Bữa nay mình trở về cái chuyện livestream cũ á, bây giờ mình tắt cái livestream đủ về rồi, mệt rồi. Trở về chuyện cũ, đường xưa lối cũ. Thế bây giờ bà con lên quá trời, tới 2000 mấy rồi nè. Hỏi quá trời, nãy giờ chạy đâu giờ mới vô. Quý Đình nói chuyện nữa sư phụ. Dù đang đói bụng, nãy giờ nói 3 tiếng. Sáng ăn có một chén cơm nhỏ nhỏ, lên đây ngồi nãy giờ 3 tiếng. Ví dụ Vietnamese Town á, là giờ này break time phải không? Cái có mấy đệ tử nó có đồ ăn, ăn tô cơm mà vô nói tiếp. Còn bây giờ là phải tắt luôn rồi đi xuống ăn cơm với trong gia đình, chứ còn break time, mình break cái gì mình break.